Lương tiếp viên hàng không có thật sự đáng mơ ước? Tiếp viên hàng không là một người hấp dẫn với các bạn trẻ. Được biết đến là một nghề có những yêu cầu kỹ năng về ngoại hình, trình độ học vấn, ngoại ngữ, độ tuổi, khả năng giao tiếp và xử lý tình huống. Cũng vì thế mà từ lâu, tiếp viên hàng không được cho là một trong những nghề nghiệp có mức thu nhập khủng đáng mơ ước. Các hãng bay ở Việt Nam đều đang rất thận trọng khi nói về mức lương. Tiêu biểu trong các bản tin tuyển dụng một mức lương đều để ở dạng theo thỏa thuận. Thêm vào đó, trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch và cuộc cạnh tranh giành nhân lực ngày càng nóng, mức lương của phi công hay tiếp viên tại các hãng bay hiện nay có khá nhiều biến động. Được biết, lương của các tiếp viên hàng không bình quân sẽ khởi điểm từ 4,5 triệu đồng một tháng. Đây là mức lương cơ bản, nếu cộng thêm hết các khoản phúc lợi, trợ cấp thì mức lương tiếp viên trung bình sẽ nằm trong khoảng 21 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, các tiếp viên sẽ có công tác phí từ 2 đến 10 triệu đồng một tháng tùy vào vị trí công việc, số lượng giờ bay và hãng bay theo số liệu từ hãng hàng không. Hãng Nam Airlines công bố hồi năm 2020 thu nhập bình quân của tiếp viên và lao động mặt đất lần lượt là 13,8 triệu đồng một tháng và 14 triệu trong một tháng. Trong khi đó, năm 2019, thời điểm hãng bay hoạt động bình thường trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, lương tiếp viên hàng không Nam Airlines là 28,8 triệu đồng trên tháng. Hãng hàng không Bamboo Airways đã phát mức lương 2.000 đô la Mỹ một tháng, tức hơn 47 triệu đồng một tháng ở vị trí tiếp viên. Doanh nghiệp cho biết, với mức này, Bamboo Airways đang là hãng hàng không trả lương tiếp viên cao nhất so với các hãng bay khác hoạt động tại Việt Nam. Lương tiếp viên của Vietjet Air dao động từ khoảng 19 đến 25 triệu đồng một tháng. Jetstar Pacific trước khi tái cơ cấu trở thành một thành viên đã đổi tên thành Pacific Airlines thì thông tin mức lương cho tiếp viên là từ 18 đến 20 triệu đồng trên tháng. Có thể thấy mức lương trung bình tháng mà các tiếp viên hàng không tại Việt Nam đang nhận cao hơn nhiều lần so với lương cơ bản của người lao động. Nói về độ hot của người tiếp viên hàng không, tờ Washington Post đã dùng cụm từ công việc được thèm muốn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, với những yêu cầu trên, việc trở thành một tiếp viên hàng không không đơn giản, thậm chí một hãng hàng không có tên là Delta Airlines còn tuyên bố rằng để ứng tuyển vào hãng còn khó hơn và đại học Harvard, nơi có tỷ lệ trúng tuyển khoảng 3,2% trong năm ngoái. Tại Việt Nam, các hãng bay cũng đưa ra những yêu cầu khắt khe khi tuyển dụng tiếp viên hàng không. Đơn cử, hãng Nam Airlines yêu cầu về ngoại hình, ứng viên nữ có chiều cao tối thiểu 1m62, ứng với nam có chiều cao tối thiểu 1m72, ưa nhìn, không xăm trổ sẹo lớn, cân nặng chuẩn BMI, thị lực 10 phần 10, độ tuổi tuyển dụng từ 20 đến 28, kẻ nam và nữ ứng viên bắt buộc phải có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ sau: TOEIC Official tối thiểu 600 điểm, TOEFL IBT từ 71 điểm và IELTS từ 5,5 điểm. Với Bamboo Airways, các tiếp viên hàng không phải trải qua 4 vòng kiểm tra, gồm phỏng vấn sơ tuyển, kiểm tra ngoại hình chi tiết, kiểm tra tổng thể và kiểm tra sức khỏe. Sau đó là vòng thi tiếng Anh viết và phỏng vấn. Vì đây là công việc mang tính dịch vụ cao nên quá trình đào tạo rất nghiêm khắc. Trong quá trình đào tạo, các học viên phải cẩn trọng trong từng lời nói, thái độ niềm nở khi gặp khách, nói chuyện nhẹ nhàng, học cách xử lý các tình huống phát sinh. Mặc dù được hưởng nhiều đặc quyền về lương thưởng và đãi ngộ so với các công việc khác, song theo Washington Post, tiếp viên hàng không cũng là một nghề chịu nhiều áp lực. Những tiếp viên hàng không mới vào nghề có rất ít quyền kiểm soát lịch trình của mình, nhưng họ nhanh chóng bị sốc văn hóa khi nhận ra không còn thời gian cho cuộc sống riêng. Các tiếp viên sẽ gặp nhiều thách thức khi phải thích nghi nhu cầu thể chất của công việc, bao gồm làm quen với áp suất không khí trong cabin, các bệnh về tai trong, say máy bay và bệnh về đường hô hấp. Lịch trình làm việc của tiếp viên hàng không khá dày đặc và khi mới vào nghề có thể khiến các bạn trẻ bị ngợp. Các tiếp viên phải có mặt ở sân bay trước tầm 1 đến 2 giờ tùy từng chuyến bay quốc nội hay quốc tế. Không chỉ chăm sóc hành khách trên máy bay mà còn hàng tỷ công việc không tên như phụ hành khách để hành lý đáp ứng các yêu cầu của hành khách trong suốt hành trình bay. Bên cạnh đó, đây cũng là công việc với nhiều góc khuất mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Cả bẫy lợi nhuận lớn trong nghề, như những trường hợp đáng buồn của các nữ tiếp viên hàng không những ngày gần đây. Liệu tiếp viên hàng không có còn là nghề đáng mơ ước? Nhớ bấm nút theo dõi Cà Phê Khởi Nghiệp và các chuyên mục hấp dẫn tại đây.